Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của mình. Unit 1: Town and City. Lesson 5: Language Focus: Comparative Adjective. Trong bài này chúng ta sẽ học phần ngữ pháp so sánh hơn của tính từ. So sánh hơn của tính từ. Cách dùng: dùng để so sánh giữa hai thứ Đầu tiên các bạn phân biệt cho cô hai dạng tính từ đó là tính từ ngắn short adjective và tính từ dài long adjective. Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết. Ví dụ clean, small, tall, big, old, safe. Tính từ dài là tính từ có từ hai âm tiết trở lên. Ví dụ modern, expensive, dangerous. Công thức Đối với tính từ ngắn, các bạn sẽ thêm đuôi ER ở phía sau tính từ ngắn, sau đó cộng đen. Cô ví dụ, old là xưa cũ, già. Thì mình nói xưa hơn hoặc là cũ hơn là older từ này là tính từ ngắn các bạn sẽ thêm đuôi er khi so sánh hơn small cũng là tính từ ngắn small dịch là nhỏ mình muốn nói nhỏ hơn là smaller đối với tính từ dài thì công thức sẽ là more cộng với tính từ dài cộng đen cô ví dụ expensive có nghĩa là mắc đây là tính từ dài các bạn sẽ để more ở phía trước tính từ dài More expensive có nghĩa là mắc hơn. Modern là hiện đại. More modern là hiện đại hơn. Các bạn sẽ thực hành hai câu ví dụ này. Ví dụ 1. Peter is dental. Và tính từ cô cho trong ngoặc là tone. Tone có nghĩa là cao. Câu này các bạn thấy từ đen là so sánh hơn. Peter thì Cao hơn term. Đối với tính từ ngắn, câu này con sẽ thêm er ở phía sau tính từ. Taller. Ví dụ 2, London is Dan, Đà Nẵng. Và từ trong ngoặc cô cho là modern. Đây là tính từ dài. Tính từ dài thì mình sẽ để more ở phía trước tính từ dài. More modern. luân đôn thì hiện đại hơn đà nẵng lưu ý quy tắc khi thêm er quy tắc thứ nhất tính từ kết thúc với nguyên âm y e, các bạn chỉ cần thêm r ở phía sau ví dụ safe là an toàn safer là an toàn hơn quy tắc thứ hai tính từ kết thúc với một nguyên âm và một phụ âm các bạn nhân đôi phụ âm cuối Ví dụ, big. Đây là kết thúc là phụ âm, trước nó là nguyên âm. Thì các bạn sẽ gấp đôi phụ âm cuối là gấp đôi hai chữ chi lại. Bigger. To, to hơn. Quy tắc thứ ba tính từ kết thúc bởi y dài. Trước đó là phụ âm, thì các bạn đổi y dài thành y ngắn rồi thêm er. Cô ví dụ, pretty là xinh đẹp. Mình muốn nói xinh đẹp hơn là prettier. Các bạn nhớ chuyển y dài thành y ngắn rồi mình mới thêm đuôi er. Quy tắc thứ tư, tính từ hai âm tiết nhưng tận cùng là y e r l e e t o w thì các bạn xem nó như tính từ ngắn và so sánh như tính từ ngắn. Ví dụ easy. Đây là tính từ hai âm tiết tận cùng là y. Clever. Hai âm tiết tận cùng là er. Simple cũng như vậy, tận cùng là e, quiet, tận cùng là et, narrow, tận cùng là ow thì những tính từ này thì con sẽ dùng như tính từ ngắn. Ví dụ quiet là yên lặng, yên tĩnh. quieter là yên lặng hơn, yên tĩnh hơn. Trong một số trường hợp, những tính từ này người ta có thể dùng vừa là tính từ ngắn vừa là tính từ dài special cases. Những trường hợp đặc biệt. Đây là một số trường hợp ngoại lệ các bạn hãy ghi nhớ nhé. Ví dụ tính từ good có nghĩa là tốt. Thì so sánh hơn là better, tốt hơn. Bad là xấu hoặc là tệ. So sánh hơn là worse, tệ hơn. Far là xa. So sánh hơn là farther hoặc là further, xa hơn. Much, many có nghĩa là nhiều, so sánh hơn là more, nhiều hơn. Exercise 1. Fill in the blanks with the comparative form of the adjective. Bài tập 1, con hãy điền vào khoảng trống với hình thức so sánh hơn của tính từ. Bản thứ nhất là soft adjective. Bản thứ hai là long adjective. Bản thứ ba là irregular. Cô sẽ ví dụ cho các bạn. Từ đầu tiên của bản tính từ ngắn. Quiet. Đây là tính từ hai âm tiết tận cùng là et thì con sẽ xem nó như tính từ ngắn và so sánh như tính từ ngắn. Hình thức so sánh hơn của từ này là quieter. Quieter. Bản tính từ dài. Ví dụ từ thứ 10, dangerous có nghĩa là nguy hiểm thì con sẽ đặt mò ở phía trước tính từ dài more dangerous nguy hiểm hơn đối với những trường hợp đặc biệt good thì so sánh hơn là better tương tự những câu còn lại các bạn có 2 phút để làm Now, let's check your answers. Number two, clean và so sánh hơn là cleaner number 3 slow so sánh hơn mình sẽ ghi là slower nice so sánh hơn là nicer number 5 safe so sánh hơn là safer number 6 friendly tính từ hai âm tiết tận cùng là y dài, con sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi mình mới thêm er, friendlier. Number 7, pretty. Và so sánh hơn là prettier. Number 8, big. Từ này con nhớ gấp đôi hai phụ âm cuối, bigger. Number 9, hot. Và từ này cũng gấp đôi phụ âm cuối do trước nó là nguyên âm, hotter long adjective eleven modern và so sánh hơn là more modern twelve expensive và so sánh hơn là more expensive đối với trường hợp đặc biệt bad và so sánh hơn của nó là worse far so sánh hơn là farther hoặc là further Exercise 2 fill in the blanks with the comparative form of the adjective. Phần bài tập này, các bạn hãy điền vào khoảng trống với hình thức so sánh hơn của tính từ. Cô sẽ ví dụ cho các bạn câu đầu tiên. New York is Dan Washington. Ở đây mình thấy có Dan là so sánh hơn và từ trong ngoặc là tính từ. Big, đây là tính từ ngắn thì so sánh hơn tính từ ngắn còn sẽ thêm đuôi er bigger tương tự còn câu 2 tới câu 6 các bạn sẽ làm trong vòng 2 phút now let's check your answer is here then in my country expensive tính từ trong ngoặc là tính từ ba âm tiết đây là tính từ dài thì khi so sánh hơn, con sẽ để more ở phía trước, more expensive. Ở đây thì đắt hơn, đất nước của tôi. Number three, the weather today is, than it was yesterday. Từ trong ngoặc là bad, là tệ. Từ này, khi so sánh hơn, mình có trường hợp đặc biệt của nó là worse. Thời tiết hôm nay thì tệ hơn ngày hôm qua. Number 4. Why is this class than the other class? Quiet. Quiet là tính từ hai âm tiết tận cùng là đuôi ET thì mình sẽ xem như tính từ ngắn và so sánh như tính từ ngắn. Quieter. Tại sao lớp học này thì yên tĩnh hơn những lớp học khác? Number five, are the buildings in New York than the buildings in Erfurt modern? Từ trong ngoặc là tính từ dài, thì con sẽ điền là more modern. Có phải những tòa nhà ở New York thì hiện đại hơn những tòa nhà ở Erfurt phải không? Number six, this house is than that house pretty. Pretty là tính từ hai âm tiết tận cùng là y dài con sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm er. prettier. Exercise 3. Fill in the blanks with the comparative form of the adjective. Bài tập 3 con cũng điền vào khoảng trống với hình thức so sánh hơn của tính từ. Từ câu 1 đến câu 7. Đều là so sánh hơn do các bạn thấy là có từ đen ở phía sau Và mình nhắc lại công thức Tính từ ngắn thì các bạn sẽ thêm đuôi er ở phía sau tính từ Và tính từ dài mình sẽ để more ở phía trước tính từ dài Ví dụ 1 Hồ Chí Minh City is đen biên hòa Big Đây là tính từ ngắn Thì các bạn sẽ thêm đuôi er ở phía sau tính từ Bigger Và các bạn nhớ gấp đôi phụ âm trì Tương tự các câu còn lại, các bạn có 2 phút để làm. Now let's check your answers. Number two New teacher is 10 old teacher. Ở đây cô cho từ nice. Tính từ này là tính từ ngắn, thì mình sẽ điền là nicer. Có Y rồi, các bạn chỉ cần thêm R. Number 3. My pencil is than yours. Ở đây cô cho tính từ là long. Tính từ ngắn. Thì so sánh hơn mình sẽ điền là longer. Cây bút chì của tôi thì dài hơn của bạn. Number 4. This where is than that park. Và từ trong ngoặc small là tính từ ngắn. Thì mình sẽ điền ở đây là smaller quảng trường này thì nhỏ hơn công viên đó. Number 5. The swimming pool is than the sports center. Dirty. Đây là tính từ hai âm tiết tận cùng là y dài. Con sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm y yeah, r. Dirtier. Hồ bơi thì dơ hơn trung tâm thể dục thể thao. Number six. My sister is than me. Good. Đối với tính từ good, mình có trường hợp đặc biệt, khi so sánh hơn, mình sẽ điền là better. Chị của tôi thì giỏi hơn tôi. Number 7. The big city is then this town. Dangerous. Từ trong ngoặc là tính từ dài, các bạn đọc ra có 3 âm tiết thì so sánh hơn mình sẽ điền more ở phía trước tính từ dài. More dangerous. Thành phố lớn thì nguy hiểm hơn thị trấn nhỏ này exercise for writing number one markets are cheaper than shops shops are markets là chợ chợ thì rẻ hơn cửa hàng và bây giờ mình sẽ viết lại câu mà nghĩa không đổi chủ ngữ là cửa hàng subs. Đây là chủ ngữ số nhiều, động từ to be mình sẽ dùng là a. Chợ thì rẻ hơn cửa hàng, suy ra cửa hàng thì mắc hơn chợ. Từ mắc là expensive, nhưng mà tính từ đó là tính từ dài, thì các bạn sẽ để more ở phía trước tính từ dài. More expensive than. Rồi mình so sánh với lại chợ đúng không nào? Thì chúng ta sẽ ghi market ở phía sau. Shop are more expensive than markets. Number two, the library is quieter than the shopping center. Thư viện thì yên tĩnh hơn trung tâm mua sắm. Và các bạn sẽ viết lại là trung tâm mua sắm thì Thư viện thì yên tĩnh hơn thì suy ra trung tâm mua sắm sẽ ồn ào hơn thư viện. Ồn ào mình có tính từ là noisy. Noisy là tính từ hai âm tiết tận cùng là y dài thì con sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm er is noisier than the library number three the train is faster than this bus xe lửa thì nhanh hơn xe buýt này vậy suy ra chiếc xe buýt này thì chậm hơn chiếc xe lửa chậm tính từ là slow đây là tính từ ngắn slower dan the train Phần này các bạn sẽ luyện tập thêm ở trong sách workbook của mình. Pronunciation. Listen and repeat. Er, uh, er uh, sound in comparative. Chúng ta sẽ phát âm là er uh. Ở trong hình thức so sánh hơn. Bây giờ các bạn sẽ nghe. Unit 1. Language focus. Exercise 3. 1. cleaner. 2. safer. 3. It's nicer than New York. 4. I think Gino's is cheaper than Luigi's. Các bạn để ý những âm này, so sánh hơn mình sẽ đọc là âm Ơ. Uh, cleaner, cleaner. Safer, safer. Nicer, nicer. nicer cheaper, cheaper. Okay indicate the word whose both parts differ from the other three in pronunciation. Các bạn hãy chỉ ra những từ mà có phần in đậm khác với ba từ còn lại trong cách phát âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa bài ở phần này. Number one, cleaner, woman mother, man. Và âm khác ở đây là man. Mình sẽ khoanh là đi. Number two, Nicer. safer, about, any. Và âm khác ở đây là t. Number three, cheaper, bigger, compete tutor ba âm này là âm er compete phát âm là âm Y mình sẽ khoanh câu gì number 4 latch enter grammar verb verb và âm khác ở đây là D number 5 see square, star, cinemas. A, B và C mình sẽ phát âm là S, riêng câu D, cinemas, phát âm là Z. Vì vậy chúng ta sẽ khoanh câu D. Number 6, cabin, comfortable, cafe, cinema. A, B và C thì mình sẽ phát âm là k. Cinema thì mình sẽ phát âm là c. Vì vậy mình sẽ khoanh câu D. trees, plants, sports, shops. Câu B, câu C và câu D phát âm là âm s. Riêng câu A phát âm là z. Vì vậy mình sẽ khoanh câu A. Number A. work swimming. 20. Answer. Âm này là âm cầm Vì vậy mình sẽ khoanh là câu D. Phần này các bạn làm lại ở trong sách của mình nhé. Pair work. What are the differences? Make a sentence using comparative adjective. Các bạn hãy đặt câu dùng tính từ so sánh hơn. This is a doll. And this is a teddy bear. Bây giờ cô sẽ ví dụ cho các bạn. Đây là con búp bê và giá của nó là 100.000 đồng. Đây là con gấu bông, giá của nó là 150.000 đồng thì khi đặt câu so sánh chúng ta sẽ nói con búp bê thì rẻ hơn con gấu hoặc là con gấu mắc hơn con búp bê thì mình sẽ nói như sau the doll is than the teddy bear con búp bê thì rẻ hơn con gấu rẻ là cheap đây là tính từ ngắn các bạn nhớ điền là cheaper hoặc là mình sẽ so sánh ngược lại con gấu mắc hơn con búp bê. The teddy bear is more expensive than the doll. Tương tự những câu sau, các bạn sẽ tự làm và viết vào vở của mình. This is a train and this is a bus. Các bạn hãy viết vào vở và đặt cho cô hai câu so sánh về hai đồ vật này. This is my house and this is Chen house. Tương tự, các bạn cũng biết hai câu so sánh. My brother and me. Các bạn cũng biết hai câu so sánh vào vở. Homework. Learn better the structures. Make sentences using comparative adjective. Prepare for the next lesson speaking. Bài tập về nhà các bạn hãy học thuộc lòng cấu trúc của ngày hôm nay phần so sánh hơn của tính từ. Hãy đặt câu sử dụng so sánh hơn của tính từ là bài tập lúc nãy. Chuẩn bị bài học tiếp theo phần speaking. Bài học hôm nay kết thúc hẹn các bạn vào bài học tiếp theo.